Rồi, Vũ mới chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trên nông trường Tân Hưng, gần nhà máy ha. Tính ảnh là quăng vôi cho cây mía nè, mình quay cho bạn xem. Mà giờ mấy ảnh nghỉ rồi, mà ảnh giờ đang chở vô. Ủa cưng, cái này mình quăng dư hay gì mình chở vô hả? Quăng dư nên chở vô nha các bạn. Đây là chiếc máy cày 66/3 trên đe. Bao này chỉ có 40 kg hay 50 kg anh? 40. 30 hả? 4. 40 hả? Nguyên có 30 kg, nguyên có chữ trước mặt luôn. 30 kg rồi. Đó. Cái bao này nó nhỏ hơn cái bao 40 kg rồi. Bao này có 30 kg à. Bao 40 kg to hơn. Nó nói 30, còn cãi 40. Đây là mía nó chặt xong rồi, thu hoạch xong rồi lên lại nha các bạn. Có này mình quăng vô là nó có tác dụng gì cơ? Cải tạo đất nó giảm phèn luôn ha. Đây là một lôi lết, một cầu, ở lộn không có cầu, lôi lết. Tham quan vòng chiếc xe cho các bạn xem nè. Mà anh chắc cùng có mấy bao nữa là xong rồi. Đây là phía sau của em nó nè. Năm ngoái có quay các bạn, năm nay không này lâu quá lên đây mà không có dịp gặp để quay cho các bạn xem. Đây là toàn cảnh em nói nè. Rõ sao nó bít sình rồi nha các bạn. Sình bít hết rồi. Ôi, bước xuống lúng sình luôn. Bên trước là 2, 4, 6, 8 tạ. Cái dòng trên đe thì các bạn nhìn thấy nước sơn đã ghê luôn ha. Ủa mình quay bên anh Vũ Mội cũng có chiếc 6603 đó các bạn. Đây 8 tạ, 1 tạ là 43 kg nha các bạn. Tạ 43 kg nè. Hay kìa. Chỗ trước nó vẫn là rồi, mình tính là 23 rồi chứ giờ không phải, nó bị mất số luôn rồi, xình quá. Các bạn coi cái lát quá nè, thấy chưa? Lát nó chà bá lửa. Không
Đây là hai bánh sau nó có nó còn tạ hai bên luôn ha. Rồi giờ xong hả? Rồi hai bao cuối cùng. Cố lên. Bao nữa, bao nữa. Lên luôn, lên luôn. Ngá thôi chứ bằng là hết nổi. Rồi ok. Xin chào, xin chào. Rồi dọc vô. Rồi thôi cái video này mình cũng kết thúc ở đây nha các bạn. Rồi Vũ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Tại vì mình lên trễ quá nên nó là mình gặp thành qua cho các bạn xem. Nhưng mà chạy vô nha các bạn. Mình tính là đang bỏ nha. Nên mình xuống mình quay. Ai giờ dư chất vô. Đem vô kho nha các bạn. Nhà máy đang chạy nè. Nhà máy đang